Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cách gắn đề can. Đây là đề can sửa, mình in xong, mình in máy kỹ thuật số, mình đem ra mình cán nha. Và đầu tiên thì mình lấy cái màng cán, mình để đặt trên cái đề can sửa in ra. Xong rồi chúng ta gấp lại thành cuộn. Rồi, khi mình cuộn xong, mình đưa lên máy cán. Rồi, bạn mình nó ra chưa? Chúng ta bạn cái lô lên. Bạn lo lên để khi mà mình nhét cái đề can vô nè. Đó, mình nhét cái đề can qua. Rồi, mình tới trước. Tay mình giữ đây, một tay mình canh chỉnh cho cái giấy nó thẳng nè. Đó, hai bên canh khoảng cách giữa bên đây là vô khoảng một nửa, bên đây vô một nửa cho nó cái giấy này nó nằm giữa cái lô này là được. Đó. Rồi, mình dặn hai đầu. Dặn hai đầu xuống. Đó, khi mình dặn cho nó sát xuống, khi nào nó sát vô không cái khoảng cách giữa này nó không bị kẽ ra là được. Rồi. Bắt đầu mình thả cái này xuống đi. Thả xuống. Thả xuống thôi. Rồi, kéo ra. Còn phần bên đây mình lấy cái mặt bóng mình đưa lên trên. Lấy cái chổi quét. Ôi. Chúng ta lấy cái chổi quét bụi, sạch bụi ở trên mặt này đi. Không là hồi chút nữa nó toàn là hột không à. Quét xong, chúng ta lột cái mặt đề can phía trên này ra. Đi từ từ thôi, đi vậy là hồi chút nữa luôn đó. Đó, lột cái mặt đề can này ra. Chúng ta ép, lấy cái ngón tay ép gọn cái giấy bằng giấy lại. Đó, ép đưa cho chồng. Lăn cái lô ngược lại để cho nó cán cái màng lên. Lăn cái đề can lại được. Rồi đưa cái giấy lên đây coi. Rồi chúng ta là cầm cái màng bóng phía trên chúng ta cuộn lại. Cái thằng đề can sữa nó cũng cuộn vô luôn. Cuộn vô luôn. Cuộn vô con chồng vô đó. Cuộn vô mình cuộn giống bên đây nè. Cầm hai bên. Làm bể dĩa mày. Rồi cuộn vô. Đầu chúng ta cầm một tay mình cầm cái màng kia cái đề can phía dưới. Thả cái màng can kia lên tay. Thả xuống dưới đi. Thả xuống dưới đây nè, mở trong trong mở vô không, cho. Rồi. Còn ngon bên này sạch rồi. Rút lên. Nãy quyết rồi đúng không? Quyết bị bên đó sạch rồi đúng không? Chưa. Rải ra ngoài kia mới quét được. Đúng rồi. Quét sạch văng ra ngoài luôn. Quét là quét bụi bay ra ngoài hết, đừng có để cho hồi chút nó hột không á. Rồi. Tay gửi vô. Rồi. Trên đầu này kéo này. Kéo cầm một tay là mà dưới cầm cái đề can, một tay là trong cái rút cái màng, tay rút màng thả dần dần thôi, còn chủ yếu là tay kéo cái đề can đó là chính. Đó. Dài bao nhiêu cũng được hết, bây giờ cứ đi là bên đó. Đó, ok rồi.